thiệu các bạn bộ ba lồi. Đấy, ba lồi cao cấp inox 304 khỏi ông mic model 2353366. Đấy, bộ ba lồi. Ba lồi gồm 3 size 16, 20 và 24. Đấy, vung kính nhá. À, chính hãng luôn các bạn nhé, không ạ. À. Đấy, hàng này sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của nhà máy Cộng hòa Séc, Elmix. Đó. Chuẩn đây, hàng ở đây chưa. Tem phụ đó. À, chính hãng tem kết đàng hoàng. Đó. Cực kỳ đẹp các bạn. Vung kính. Vung kính có cái lỗ để van hơi này. Đấy. In tem logo. Nòng lồi trong dày, cực kỳ dày dặn các bạn nhé, dày dặn và có chỉ chia vạch này, có chia vạch này, lồi nhỏ nhất là 1,5 lít này. Đấy. Inox 304 đáy 5 lớp luôn. Đấy. Đáy dập 5 lớp lên, 5 lớp luôn. Đó. Cực kỳ đẹp, chuẩn nhé. Đó. Sản phẩm hiện tại đang có bán tại săn đằng rẻ.net. Cảm ơn các bạn đã xem.